Xin được hoan hỷ, chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự bình an. Thưa quý vị và các bạn, tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 5 sẽ phân tích cho quý vị và các bạn trên 4 phương diện về tiền bạc, công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để luận giải được điều này thì chắc chắn Thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải dựa vào sao chiếu theo năm và bằng kinh nghiệm hơn 40 năm trong nghề nghiên cứu về huyền học. Thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị nhìn thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn của mình, để từ đó quý vị sẽ có được những bước đi đúng đắn, xu cát, tỷ vung, đón tài lộc về nhà. Đồng thời qua phần luận giải này, Thầy cũng đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 5 âm lịch. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, mệnh lô trung hỏa, sống phóng khoáng, độ lượng, khoan dung hiền hậu với người. Họ thông minh, linh hoạt, làm việc nghiêm túc, có tố chất lãnh đạo. Người này có tư duy sáng tạo, cái nhìn độc đáo, biết dùng người tài. Tuy nhiên, do mang trong mình lý tưởng cao xa, tham vọng to lớn, lại luôn thích làm người chỉ huy, nên Đinh Mão sinh năm 1987 khiến người khác có ấn tượng khá kiêu căng, tự đại. Ngoài ra, theo phong thủy lộc tài, họ còn thích sử dụng hình ảnh của mình đối với số đông, dùng cách khơi gợi sự cổ vũ để giúp bản thân đạt được mục tiêu, nên có thể khiến cho những người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Khi làm việc, họ tỏ rõ mình là người có lý trí và bình tĩnh, tự rèn luyện cho mình khả năng học hỏi và ghi nhớ từ kinh nghiệm của người đi trước, rất nhanh nhạy, nắm bắt thời cơ và không có suy nghĩ lười biếng hay đi đường tắt. Sự nghiệp của những người tuổi Mão sinh năm 1987 tổng thể phát triển ổn định trong tháng. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế, bạn nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của ai. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác, nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của những người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Xét về thiên can, Đinh âm hỏa gặp Bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão trong tháng này, nên chú ý nhiều tới những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tháng 5 âm lịch tuy có quý nhân trợ lực, song tuổi Đinh Mão sẽ phải đối mặt với một số biến động trong công việc. Gia chủ dễ phạm sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cẩu thả và chủ quan. Hơn nữa vì làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, dễ bỏ lửng giữa chừng khi sự hăng hái ban đầu đi qua, nên việc gì cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt được thành công lớn. Khi đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn tới đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải là thời cơ tốt, bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù công việc không quá thuận lợi, nhưng bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng mục công việc mới. Điều đó là tiền đề phát triển, tạo những cơ hội bứt phá sau này cho bản thân. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm
khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tuổi Đinh Mão tháng 5 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này. Đặc biệt là với người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của mệnh chủ cũng tăng thêm. Nói cách khác, tháng này, người tuổi Đinh Mão vừa có thể kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều. Ngoài ra, việc kiếm tiền không hề dễ dàng, ngược lại bản mệnh rất phải vất vả, hao tốn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng năm này, người tuổi Đinh Mão hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm ngày hôm nay cũng được xem là nhân quả trong tương lai. Gia chủ cần đề phòng các bệnh về tim, não, máu, đường tiêu hóa, bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Ngoài ra, trong năm cũng cần chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để tinh thần căng thẳng trong thời gian dài. Cũng không nên đi đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo, phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, xem tử vi tháng 5 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của Đinh Mão. Bạn có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ và khó có được bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể dễ gặp phải vận đào hoa xấu hoặc cảm thấy phiền lòng với sự đeo bám theo đuổi quá mức nhiệt tình của người mà mình không có tình cảm. Lời khuyên cho bạn, dù không thích, bạn cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối, khéo léo, tránh quá mức thẳng thừng sẽ gây nên phản tác dụng. Với nam mạng, cơ hội tình cảm nhìn hơn một chút nhưng cũng cần dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình. Chớ vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như thế là không công bằng cho cả hai. Với những người đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn nhưng ở mức độ tiểu hung, sẽ có những xáo trộn xảy ra, đòi hỏi các thành viên cùng học cách thích ứng càng nhanh càng tốt, cùng nhau san sẻ để vượt qua thời gian khó khăn thì mọi chuyện không có gì đáng lo ngại. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tốt Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 1 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 5 năm 2022, tức ngày 13 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 5 năm 2022, tức ngày 25 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá trán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Mão trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch, ngày 4 tháng 5 năm 2022, tức ngày 2 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 5 năm 2022, tức ngày 14 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 26 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi sinh năm 1987 trong tháng 5 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin mến chào và hẹn gặp lại!